Thay đổi để thành công. Một người thành công là người dám thay đổi, học hỏi phương pháp mới để thay đổi. Không có thành công ngày mai mà vẫn công việc cũ của ngày hôm nay. Dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi. Hãy chủ động là phun hãm răm đào nhập khẩu từ Israel để làm thay đổi chất lượng cây đào. Nhiều lù hơn, hoa thắm hơn, bền hơn, vì đơn giản là không thiến tiễn cây đào. Và bới gốc một lần, không bới gốc hai lần. Áp dụng khoa học công nghệ cộng với kinh nghiệm để có vụ hoa đào Tết 2004-2005 thành công. Dạ, năm rồi tí mất em ạ. Thế sao? Nó bành mất gốc về đổ ra rồi lại giống lại. Nó không bê được. À, là ăn cắp à? Cắp. Thế nhưng mà mình phải ấy chứ hả? Mấy năm rồi trông mất 8 gốc ở đây đấy, 8 gốc ở đây. Thế sự tưởng rồi có trông? Không, là đấy nhà này. Mới chọc xong. Thế năm ngoái là cho thuê cây này. Cho thuê đấy. Cái này gì? Vâng, năm nay họ vẫn nhận lại mà. Vẫn nhận lại. Cái này năm ngoái cho thuê bao nhiêu? 4 triệu cây này. Hai cây nào? Hai cây này 4 triệu. Đâu? Mỗi cây 4 triệu. Cây 4 triệu. Và cây này thông đẹp. Nhưng mà có lâm hơi đẹp. Rộng hơi dài tí nhỉ? Vâng. Không phải. Dài hơi bị lép rồi. Dăm này là phun. Dăm này phun được rồi. Quá đẹp rồi. Không để nó quành quàng. Nhiều cây quá kìa. Đâu đâu xuống. Chỗ nào quá. Mỗi nhà vườn thì một kiểu á. Đây nhà lâm vừa đo cho là cái này quá thật. Cái này 40-50 rồi. 50 rồi, hơi bị quá. Phun được rồi. Đó. Được. Sáng mai là phun được. Đánh sớm ạ. À lâm. Nghe chưa? Đây cái gốc này là bị mất này. Đây là hai gốc này. Dòng đào con vào đấy bị mất. Cây này là bỏ sang năm ấy lại thả rông. Thả rông đây những cây mất. Cây mất là dòng đào ấy. Dòng đào thả rông. Cái này chặn rồi chứ mà. Chặn anh kia. Đầu ra cho góc xem ấy. Mỗi nhà vượn một kiểu. Ông dòng khuyến cáo là không lên. Không chặn xuống quá. Ừ cái này hơi quá. Nhiều cây đang sao để dài đấy. Cây này phải mai phải đánh ngay. Nhưng mà phun lưu ý đừng để thuốc nó thừa nó chảy nhé. Chảy xuống đất. Ừ, tức là mình phun ướt hết đào cái là mình thôi. Phun quá là nó chảy qua đây cái đoạn. Còn dài lắm, cái này 50 phân. Những cái đào này thì nó thoát lên một tí nhìn đẹp. Hả? Đào này thoát lên một tí tôi càng. 60 phân thì nằm thì. Cái này còn 18 phân nữa. Ừ. 50 phân. Phun nó lên được độ... không lên hạn chế nó không lên phun cái nó dừng. Đây, đang đánh dở đây ở đây gì cái này ấy đang đánh dở nhưng mà vòng quanh đây là có vào không năm nay nếu thuốc thì sắn lông nó không ấy nếu mà ý liệu muốn sắn còn ông rong ở tháng 9 thì đánh bầu một lượt đi sắn tạm nữa vào xa cuối vì cái thuốc này nó lâm ạ. Thuốc là không phải nó xuống ngay mà nó đứng lại nó dừng cái đào lại chứ nó không phát triển nữa như là ấy này. Vì cái này thuốc là ức chế mà. Đây gì? Sành nhé. Đúng rồi. Của ấy cây này hơi dày. Nhỉ? Phần lâm nó hơi dòng hơi dài. Dòng muộn rồi có như nào nhét hết nó vào chả nhé. Ừ. Cái này là sang năm đi. Hai cái này cho thuê đây. Ở đây gì? Đây là đánh gì? Đánh sâu. Ngọc xẻng vòng quanh lại vào này. Cả không ơi mùa mưa sợ. Hất ra cũng được. Không sao nhưng mà sợ mưa động nước này. Đúng rồi thành cái hố nước. Theo như ông rong thì là không cần chặn quả lâm thế này là chặn hai lần có không ý đồ là chặn hai lần toàn bộ phải hai lần nhưng mà theo ông thì không phun hay không cần chặn tức là đang 3-4 lượt phun đến lượt thứ tư là cây đào dừng hết vàng phun cách nhau đổ lâu nằm trong tháng 8 lại phải phun cứ 5 ngày năm ngày lại phun được một tuần đi. Nhưng mà thuốc này ở đây thì là cái này là nó không như là chặn là mình cắt cái lứa của nó để chặn dinh dưỡng nhưng cái này nó không cắt dinh dưỡng nó chỉ làm quanh kia thì là nó cắt hoàn toàn rồi. Cắt hoàn toàn 20 ngày sau nó mới lại khoanh thì là cắt hết toàn bộ
Còn đào này thì là cắt 50%. Đây rồi. Như thế này chỉ không được 50%. Được. Đã mới hơi mất 50% dễ không? Mới hơi đến chớm, không, chưa đến đâu. Mới chớm đầu dễ. Đây các bác là mỗi người một đấy thì ông Rong khuyến cáo là không nên đánh bầu hai lần. Đánh như này tức là vẫn phải đánh bầu thôi, nhưng mà như này là không phải là đánh một phát đồng loạt cả ruộng, mà cây nào tốt thì mình tiến tỉa gì. Chứ không phải là đánh cả bộ gì. Không phải đánh cả bộ. Cây nào tốt mình tiến trước. Gốc đây là gốc ở đâu đây? Dạ. Gốc mua ở đâu? Gốc ở Lạng Sơn. À, Lạng Sơn gì? Năm nay ông Rong có gốc. Gốc ông Rong là chất lượng đảm bảo không. Lấy ở ông lấy Lạng Sơn mà lấy Bắc Giang của mình. Ngay Bắc Giang mình thôi, ở trên Lục Ngạn này, Sơn Động, Tân Sơn này. Mấy cái này là mất hết đồng đầu lấy đồng đào quăng. Thế nhưng mà đào lấy ăn cắp thế nó ấy nhỉ? Nó đen không nhỉ? Ai đi cắp đào rồi? Lâm là dòng tổng kinh nghiệm là bao năm? Đấy đỗ lại cho các nói chuyện. Mới dòng được cậu 3-4 năm rồi. 3-4 năm. Tức là chưa ấy nhiều gì? Chưa. Mình như vậy, mình thấy người ta làm, mình bắt chước qua ai dạy ai đâu. Không ai dạy. Đây nhà nó làm mặn dòng sẵn rồi đây. Mình cũng bảo cho phê như thế, không cà phê. Sao? Để ra dòng sắn cho nó vui. Sắn này được độ triệu tiền phải củ. Vẫn của bà chị. Của chị gái à? Không, chị bỏ. À, thế sao vậy? Đây là vẫn của bà chị đây. Thế sao lại chỗ lại không cho phê được? Đây toàn. Đâu? Này thôi, nếu nhấc về cái sân bé bé để chặt luôn. Chặt sân trông cái này được không? Đúng rồi. 2 mét mấy ngang là 2 mét mấy rồi? Tức là một sải này chưa còn gì. 2 mét mấy? Dài tầm cái sải này. Gọi 2 mét. 2 mét mới dài khoảng 2 mét rưỡi cũng cao. Đấy không? Dạ. Những gốc này là tương đối đẹp. Gốc này là tương đối. Gốc già, gốc lại cho thuê không nhỉ? Gốc ấy 3 năm có thiến đâu, toàn đảo bầu hết đi. Cái này đúng đối như thế, gốc nào có bên khoanh. Đây là bác, nhà lớp mình đặc biệt thì không khoanh, năm ngoái cũng không khoanh. Năm ngoái những gốc này có lở đúng ấy, đúng đấy, Tết. Tính đúng Tết, cho thuê về xong rồi ngồi đi cho qua dằm dồn về đây. Hả? Cho thuê này qua dằm dồn về đây, dày mỏng cho về đây hết. À thế gì? Còn những ruộng kia mình dồn hết rồi, mình hỏng. Nhưng năm ngoái cũng chặn 2 lần. Nhưng mà năm ngoái là không phun. Không phun, độc chặt không. Nhưng năm nay thì nghe theo ông Rong là có thuốc để hãm thì đừng chặn 2 lần nữa. Ông tức là có thuốc hãm rồi thì mình đỡ. Mình chỉ gọi là làm bầu thôi. Tháng 9 hay là tháng 9 tháng 10 là mở không 10. Cái đào gốc là bắt buộc phải làm bầu. Không làm bầu là nó chột cây. Không nhỉ? Gốc của cháu vẫn bó bầu cũ hết mà. Được không? À vẫn còn rễ, cô rễ cũ. Lưới vẫn đây, nguyên này. Tức là mình không dứt lưới ra. Không. Năm nay chỉ bới ra cái là lại nhớ lên. Có mình lại phải buộc lại một lần bầu nữa. À, cái lưới gì? Đỡ long. Ừ. Có mình buộc dây đỏ thôi. Nó ảnh hưởng đến cái cây của mình không nhỉ? Buộc đỡ long vào. Nói chung dòng cây đào thì là mỗi ông một kinh nghiệm, nhưng mà mỗi năm mà không có kinh của ông Rong thì nói chung là mỗi bác là một phách không nhỉ? Thử nghiệm nếu nhưng mà năm nay có ông Rong là truyền tải từ Thanh Hóa Nghệ An. Phun là cây này bớt lại phun. Cây này chưa phun được. Có một số phun. Tức là không phải cây nào cũng phun được, cây này đang ngắn lắm. Được. Nhưng mà sang tháng 8, 5, 10 là cũng phải phun. Đâu, chứ để quá là nó thời tiết mình không. Đợi lần 2 mình phun một thẻ. Đúng rồi. Chứ cái mình không để quá các bạn. Nếu phun muộn, hãm muộn quá là nó nhỡ hoa của mình. Cái này là phun được. Lâm hiểu chưa? Nó nhỡ hoa của mình chứ có phải là. Vì Tết nó chỉ có mùa, đến thời kỳ nó phải Tết chứ có phải là đợi cây đào đâu. Đào là già. Gốc này là bao năm rồi, không nhỉ? Không biết mình rồng 4 năm rồi, còn từ ngày làm đào rồi, không biết thì còn ở nhà người ta bao nhiêu. Hôm nào rồng về nhà Tân có những gốc 20 năm, có độc vỏ không? Thế nhưng mà nó trong kỹ thuật vẫn ra cảnh tốt. Thế
Lúc này là bị khoanh phát đây. Lúc này khoanh cái năm đầu tiên. Năm lâu à? Cái này mấy năm rồi liền hết rồi. Cái này năm đầu tiên là mình khoanh. Đây nó khoanh rồi. Cái năm mới trồng đào. Ừ, năm ngoái không khoanh, năm ngoái không khoanh lộ đây ngay. Năm mới trồng là mình khoanh. Ừ. Cái này tiêu biểu nhớ cao. Hồi năm nay nếu mà chặn bầu thì tháng 9 chặn một lượt. Có cái thuốc cùng rong rồi thì nó đỡ. Hỗ trợ chứ. Hai cái chỉnh được cái thuốc cùng rong chỉnh hai lượt, ba lượt được. Chứ nó không như khoanh một nhát nó không chỉnh được lại. Nó quá tay là không chỉnh được lắm, hiểu chưa? Những cái thuốc hám này là chỉnh được. Tức là nó nặng thì 3 lượt mà nó nhẹ thì là 4 lượt hoặc nhà hỏa. Nhà anh có một cây ấy nhỉ? Hờ Lâm. Nhà anh có một cây bị hỏng rễ nhỉ? Rồi các bác xem cây hỏng rễ. Nghe nào không tính. Cái này là bỏ rồi, tháng 5 rộng không đưa gì đâu, nhậu 4 tiếp rồi tháng 5 không được. Ừ. Hả? Hỏng thế nào nó đang hồi đây còn độc tí đây xanh hoa mẹ. Ừ. Đây đấy làm sao đấy? Đất lưu. À đất lưu, gió đất lưu. Ừ. Tổng ơi cả nhà là mấy nghìn? À, cả nhà. Nếu tổng cả đào gốc rừng kia với đào phúc này nó khoảng 600-700 rồi. Trong mấy năm trồng đào có cái chút gì kinh nghiệm chia sẻ với bác một đôi ý, mỗi người một ý kiến, có cái gì không? Đánh thời điểm dòng gốc có quan trọng? Quan trọng cái thời điểm mới dòng phải tưới liên tục kinh trẻ còn giờ không cần. Còn ghép thì sao? Ghép sang mấy thì mình tự ghép đấy, ghép đào kia, ghép đào này, đào gốc này, giả sử gốc mới về, gốc mới về mình ghép, nếu ghép được ghép thời điểm tháng mấy là đẹp. Nếu ghép được trong tháng 11 có ruộng đặt thì ghép đẹp. Trong tháng 11 là đẹp. Đúng cái tầm ủ nhựa của nó không nhỉ? Sang mình rồng ra như bọn em là em rồng ra ruộng em tưới đàng hoàng để đấy, em chưa ghép. Xong khoảng độ 1 tuần sau em mới ghép. Quay ra ghép thì lúc đấy để cho nó ngấm nước, ngấm đủ nó nhựa mới, lên, kéo nhựa lên nhựa thì nó đẩy lên đầu. À. Tức là sau 1 tuần thì nhựa đẩy đầu, ông rồng tưởng là ghép luôn được chứ. Ghép luôn được. Ừ. Nhiều năm mưa là ghép ở nhà xong rồi rồng. Ừ. Cũng được. Quá, cũng được. Đó hả? Ghép xong rồng thế chúng là nhưng mà mình ghép ở ruộng thấy mình cắt ra nó có cái thấy nhựa nó dính dao. À dính dao luôn. Như cắt ở ghép ở nhà là thì nó khô. Chưa có nhựa. Ừ. Đấy. Thế nhưng mà mình dán mắt vào còn được. Nhưng mà ghép tháng đẹp nhất là tháng 11 âm. Ừ, còn sang tháng kia là nó không quá. Tháng 12 vẫn được nhưng mà không bằng tháng 11, đúng không? Tháng 11 là đẹp nhất, có ruộng mới trước này. Cả đào mạ kia cũng ghép tháng 11 chứ. Đây nhà ai có cây họa. Hả? Họa đâu, cây đấy thì xem nào. Có dốc nhà lên được. Chịu hoa ơi. Đi nữa. Họa. Để cho các bác xem thôi. Họa này. Cái cây đấy hỏng rồi. Hỏng, cây đấy cứ sang năm rồng không gì, không rồng. Ừ. Nó kiểu như ốm ấy, coi như. Cây này nhấc lên không còn dễ tư. Có dễ không? Quá dễ ấy đâu, dễ hút nước, không còn dễ ấy nữa, không còn dễ dinh dưỡng. Chắc chắn bây giờ mà có ấy mà hút lên là không còn dễ dinh dưỡng, không còn dễ. Nó chỉ còn dễ to thôi, dễ hút nước thôi. Cái huyệt này cũng gọi nhớ ấy. Nhà họ ai? Là cây thông của ai sao lại để chờ choang cái nhà anh? Đó. Đây Thả Rông. À chứ ạ, ai đấy? Thái nào? Thái ơi. Đấy. Dạ lên xong ấy. Đang ở phun mưa đây, đừng phun. Phun gì đấy? Đây đang chuẩn bị, đây đang kết chuẩn thân rồi. Cái gì? Kết hợp cái thuốc của ông ấy đục thân phun luôn này. Ừ, nó kết thân bên lại cái man. Kết hợp như cỡ này phun cây này phun đẹp quá, dài quá rồi. Sành hoa. Sành hoa. Mai phải phun ngay nhỉ? Ôi nhớ. Ừ. Thái ơi. Dạ chào ông già cái. Số này đang bị hỏng này. Để làm sao? Do mình thắt dây này không đẩy, quên mất. Thắt vào đâu? Đây. À thắt đấy, vào đây. Bắn hết.
Cuối cùng nó kiểu nó cung cấp ra ở cái vỏ của nó nghe. Ừ, tức là thắt dây rồi con. Đây này. Thắt dây quên không bỏ ra nó kém. Bỏ sơn đấy hay gì đấy. Đang bỏ sơn. Thử. Tập. Ừ. Đấy, vừa ngã đấy. Quỳ bẩn hết gối đây. Đi, hạ chào khán giả. Đứng đứng kia. Chào khán giả nhá. Ừ. Khách có nhu cầu cuối năm đến chỗ đào. Nhà anh Lâm thôn Tây này. Lâm Tha. Các loại đào. Ừ. Chào các bạn nhá. Phun chào ông già quay không? Em à? Ừ, chào ông già câu nhé nhé. Ôi, mình từ đấy hôm nào quay. Hôm nào quay á? Ừ, hôm nay đang quay cái của Lâm sáng đây. Em đang bẩn. Bẩn gì thế, nhà lông không bẩn. Đang ngã. Đấy, đấy, ngã đâu. Đấy là phun cái gì đây? Em phun đào con. Nhưng mà phun, à phun đào mạ. Phun nấm. Phun nấm với căn thôi nó. Dạ. Lúc nào mà phun hãm răm lấy thuốc răm nó chuẩn nhà ấy nó có kể nói chuyện. Hai chân chỉ ăn miếng ấm đào đây làm gì đâu. Đúng rồi, thế thế là họa đang làm gì họa đâu hả? Đây đang mưa kìa. Nó bảo nó mua bảo nó phun mà. Có phải rồi máy đất nước khoảng đây đây nó chứ không ấy đứng ở đây để cho anh đi đấy đứng không đây không đây chắc là không đạm như lân kali không không chết bao giờ là chết chết tương bắc lo 60 lít này. Cái này nó dùng cho tất cả các loại cây. Chính thức cái này nó sản xuất cho này nam chứ không cho mình, hiểu chưa? Nó hãm tất cả các hoa màu mới lại tăng tăng độ quả. Ừ. Cái này nó già lá mà. Có cái loại MBK cái thằng ở ấy đến nó phun cũng được. MBK. Cái thằng ở Sài Gòn gì? Cái thằng nhà Bon, cái thằng kênh nhà Sài Gòn. Thế đây đây là của gì? Đấy là của XCN. Nhưng mà nó nhà máy nó ở đoạn nào đấy? Sài Gòn, tất cả trong Sài Gòn hết. Tình đoạn này thì gọi là phun được trong Sài Gòn nó là xứ của hoa quả cây chứ ở đây, đây nó đây làm nó cung cấp cho cái này gọi phun được 10 bình. 10 bình. Thì 200 lít cái giò thì cho nó ít hơn. Tức là quá nhà phải nếu mà đào đẹp vậy họa phải 4 lượt đấy. Vì cái nó nhẹ hơn cái bắc phun này nó tùy theo phun sớm thì nó sẽ nhiều. Sớm này là mưa này tiết nó chưa không phải nhưng mà quả như của nhà Lâm nó dài đều trông nó ngoành ngoàng ấy chả nhớ lại sẽ cắt hơn nữa. Nếu mà giữa tháng 8 nó bắt heo nhiều hơn thì chuẩn ba đợt thế nhưng mà lấy đào mà mình phải đúng đúng nước còn nước đúng rồi.